Theo Chinh.vn, báo Hải quan đưa tin chiều ngày 20 tháng 2, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện xe đầu kéo mang biển kiểm soát 24C-46.69 chở, theo container biển kiểm soát 15R-138.35. Chiếc xe khi đó đang đổ tại khu tập kết hàng hóa để chờ làm thủ tục xuất khẩu, cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành thì có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Hơn 1 triệu khẩu trang bị lực lượng chức năng thu giữ ảnh ca. Lào Cai qua công tác kiểm tra hành chính, lái xe, chủ hàng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Vì vậy lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ lô hàng và tiến hành kiểm tra số lượng. Sáng ngày 23 tháng 2, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cục Hải quan Lào Cai Lê Phương cho biết hàng hóa trên xe là khẩu trang nhập lậu. Cơ quan chức năng kiểm đếm tại hiện trường thu được lô hàng có hơn 400 thùng, mỗi thùng chứa 2.500 khẩu trang. Tổng số lượng hàng hóa hơn 1 triệu chiếc khẩu trang. Quản lý thị trường Lào Cai liên tiếp kiểm tra, tạm giữ khẩu trang có dấu hiệu vi phạm. Ảnh, Cục Quản lý Thị trường Lào Cai, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số khẩu trang nói trên, để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp dẫn đến nhu cầu khẩu trang trong nước và phía Trung Quốc tăng cao. Ngay trong tháng 2, đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan Lào Cai đã bắt giữ 3 vụ việc liên quan đến hành vi xuất lậu khẩu trang, thu giữ hơn 46.000 khẩu trang các loại. Let's look at why.